Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử lại 8 game. Các bạn cùng mình phá game đầu tiên nha. House of Slenderella. Let's go. Ok. Một chiếc chìa khóa bên trong. Đi luôn. Mảnh giấy đầu tiên. Oh my god. Cái game này thì các bạn phải để ý một chút, bởi vì nó là một mảnh giấy rất là nhỏ và nó có thể gắn đâu đó quanh tường. Ok, let's go. Mảnh thứ hai. Oh my gosh. Mảnh thứ ba. Ok, bây giờ mình sẽ lên trên tầng 2. Mảnh thứ tư, đó các bạn cứ đi xung quanh tất cả các căn phòng rồi bắt đầu tìm những chiếc chìa khóa, sau đó vào tìm 8 mảnh giấy. Ok, và các bạn sẽ hoàn thành được game 5 mảnh rồi, chỉ còn 3 mảnh nữa thôi. Rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang cái game tiếp theo, Ozin 3. Let's go. Skip. Vào đây. Phòng game. Wow. I should get out of here. Một chiếc chìa khóa đầu tiên. Here, let's go. Đi vào trong sau là. Wow, Slenderman đang ở trong này. Từ hôm nay các bạn phải đi tìm 5 chiếc chìa khóa thì các bạn sẽ thoát ra khỏi ngôi nhà này. Một ngôi nhà có ông Slenderman. Ok, mình sẽ thử đi vào trong này xem. Ok,
một hộp dưa. Ok, chị chìa khóa thứ ba. I should get out of here. Chìa khóa thứ tư. Just a little more. Oh my gosh. Lên đây rồi, bây giờ mình sẽ lên lại trên tầng. Chỗ đây ngồi gì? Vui chơi bóng rổ. Ok. I should get out of here. Let's go. I should get out of here. Đó, sau đó các bạn cứ đi xung quanh và tìm thêm một chiếc chìa khóa nữa là các bạn sẽ thoát được khỏi nơi này, thoát được khỏi ông Slenderman. So, ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái thứ ba, It's Horror Cloud. Let's go. Chapter 2. Ở tựa game này thì Chapter 2 thì nó đơn giản hơn ở cái là các bạn sẽ không phải gặp ông It Horror Cloud. Ở Chapter 1 thì các bạn sẽ tiêu diệt ông ta. Còn Chapter 2 đây thì các bạn sẽ phá hủy căn cứ của ông ta. Mở cái cửa này ra nào. Một tấm gỗ. So let's go. Skip. Mình sẽ lắp cái này vào.
Ok, đào đây thôi. Một quyển sách. The Book of Sarah. Đây như kiểu là một quyển sách gọi hồn linh hồn. Let's go. Skip. Rồi ok, tiếp tục nào. Rồi cánh cửa trong căn hầm này đã mở ra. Ở đây thì có hai trái bom. Bình ga to này, mình sẽ đặt một quả đây. Và một quả trong bình ga to bên trong. Let's go. Ok. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang game thứ tư, Windows Start game. One day. Let's go. Mình sẽ bỏ luôn cái này xuống dưới luôn. Ok, cho ta seat. Tẩm luôn vào bánh, một chiếc bánh hamburger. Let's go. Ok, let's go. Đặt luôn cái này vào trong này. Thank you.
cửa đây sẽ mở ra. Rồi. Tới hôm nay thì mình thấy nó vẫn còn có một khoảng lỗi. Đó chính là lúc cuối mình không mở cánh cửa cuối cùng. Đó chính là một cái két. Không hiểu sao bị lỗi cái đấy. Hoặc là do, có thể là do cái iPad nó chưa tương thích với cái loại game này. Đợt trước thì là mở được, nhưng mà bây giờ hiện tại thì sẽ không mở được. Ok, let's go. Mình sẽ lấy tí lửa. Tẩm dầu vào nào. Mình sẽ lắp khẩu súng vào. Và lấm đây các bạn cũng phải hái được một cái. Sau đó thì các bạn sẽ bỏ vào trong kia để chế một loại thuốc. Đó là các bạn sẽ vào được bên trong một căn nhà. Còn nếu các bạn không chế ra thì các bạn sẽ không thể vào bên trong được. Đó là một cây lấm, một khúc xương đùi. Và các bạn phải thắp nến xung quanh. Anh ta không biết đi đâu rồi. Đây rồi. Rồi ok. Và bây giờ thì mình sẽ sang từ game thứ 5. Evil Doom. One day. Let's go. Okay, let's go. Dòng điện nó hoạt động. Đây là một chiếc cơ bus. Thank you.
đây là phòng của bà ta. Mình vừa vứt tấm thẻ ở đây rồi. Cái này giờ rơi xuống kháo mình chết luôn. Wow, let's go. Giữ bà ta đi xung quanh mình xem nào. Chui đi. Ok. Oh my gosh. Ôi sao mình cúi xuống mà được. Wow. Xuống mà bà ta không nhìn thấy. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang vào tờ game ma. So let's go. Oh my gosh. Oh my god. Wow. So okay, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game tiếp theo. Granny Evin. Let's go. One day. Không mở được cái đó ra. Wow. Rồi mình sẽ xui ra thôi.
không biết bà ta còn xuống không. Ok, đang xuống rồi. Không có gì ở đây. Cái này nếu mà chui sang bên kia thì mình cũng sẽ không sang được, bởi vì là của bà ấy bị lỗ. Let's go lên trên này nào. Mình sẽ rửa cho ta thôi. Trên này có một quả dưa. Theo mình nghĩ thì bà ta đã bị kẹt ở một cái chỗ mà góc đây rồi. Bà ta bị kẹt ở đây chuẩn luôn. Ồ, không lên ở trên này. Wow, chỗ này không lên này các bạn này. Thế thì làm sao mà có thể gọi là tẩu thoát khỏi ngôi nhà của bà ta. Oh my god. So ok, mình xin phép chuyển tiếp sang tựa game tiếp theo. Gary Brani, let's go. Oh man. Solo 1-1, ok. Tiếp tục nào. Oh, let's go. Chết luôn. Level 3, ok. Oh my gosh, anh ta đánh nhanh hơn cả mình. Wow, anh chàng này chưa ngã. Tiếp tục nào. Let's go. Oh man. Ok, mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.